Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó là ví nam, ví nằm da bò có lông nha mọi người. Da này da vẫn còn lông luôn. Da này rất là đặc biệt và người ta thuộc, người ta không có bỏ lông mà người ta chừa lại lớp lông luôn. Đây là màu bò đúng nha mọi người, màu ngà ngà, vàng mà ngà ngà đó. Khá là độc đáo. Thì sản phẩm này cũng là rất ít khi mình có hàng, thì hôm nay mình có thì mình giới thiệu cho mọi người. Nó cũng khá độc lạ nha mọi người. Thì da này thì nó còn xài nó thì có nó cũng có độ bền khá là lâu chứ cũng không là dễ rụng đâu. Đường chỉ được may rất là tỉ mỉ và đẹp nha mọi người và hẳn hàng. Thì đây là một dạng ví là độc đáo, độc lạ thôi. À, da mặt thì nó là xài da bò lông nha mọi người. Ở trong nó là nó xài là da bò bình thường nha mọi người. Đây là da bò màu nâu. Màu nâu cà phê hay là còn gọi là màu nâu đất sét á, nó sẽ vàng. Đặc biệt là nó có ba nanh nằm ngang. Bên tay phải á, là ba năm nhăn nằm ngang thì mình đựng được hai các thẻ ngân hàng và căn cước công dân đồ. Còn người ta bên tay trái này nó sẽ có thêm cái ngăn kiến để mình bỏ những gì mà mình sợ quên đó, thì có mình bỏ vào mình có thể nhìn thấy được. Và nó sẽ có một ngăn đứng nữa. Đặc biệt ở trong thì nó sẽ có ba ngăn lớn, một ngăn dây kéo thì mình có thể đựng những món đồ sợ mất thì mình có thể bỏ vào kéo lại một cách an toàn. Hai ngăn còn lại thì mình đựng cũng là khá nhiều tiền và các loại giấy tờ tương đương như tiền thì mình đều đựng được hết. Mọi người thấy hay nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.